Tình hình Việt Nam trong thời gian tới, những con sóng ngầm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sắp biến thành sóng dữ. Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện hôm 14 tháng 5 năm 2019 trên chiếc ghế có dây an toàn sau vụ đột quỵ. Sau gần một tháng không xuất hiện do đột quỵ, vào chiều ngày 14 tháng 4 khi đến công cán ở Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện liên tục trong 3 cuộc họp với cán bộ chủ chốt ngày 14 tháng 5, Bộ Chính trị ngày 15 tháng 5 và hội nghị lần thứ 10 của Trung ương Đảng khóa 12 vào ngày 16 tháng 5. Trong khi đó, giữa Quốc hội và Chính phủ hiện đang tranh cãi về việc tăng giá điện hôm 20 tháng 3 gây ra nhiều ý kiến trái chiều do sự kiện người dân đã phải đương đầu với đời sống quá đắt đỏ. Hàng trăm thứ thuế mà bây giờ giá điện lại tăng cao một cách bất ngờ. Hai diễn biến này cho thấy tình trạng bất ổn trong xã hội Việt Nam đang có nguy cơ bùng phát. Những sóng ngầm nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sắp biến thành cơn sóng dữ. Xuất hiện trong 3 cuộc họp, những phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đã được cho phổ biến công khai trên truyền hình và mạng Internet mà trước đây không hề có. Nhưng điểm đáng chú ý của cả 3 cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng không đứng phát biểu mà chỉ ở thế ngồi với dây chằng phía sau ghế. Điều này cho thấy là tuy ông Trọng đã phần nào hồi phục sau đột quỵ, nhưng chân vẫn còn yếu, không thể đi và đứng được lâu, nên có thể phải ngồi xe lăn. Có lẽ để khỏa lấp việc chưa đi đứng được bình thường, cũng như để hóa giải những sự đồn đoán vô năng sau cú đột quỵ, vậy ông Trọng đã cố tình để cho ông ta phát biểu một số nội dung mang tính chất giáo huấn và ra lệnh đối với cán bộ Trung ương để chứng tỏ rằng ông ta vẫn còn minh mẫn và cầm trịch được quyền lực. Thực tế, ông Trọng bị đột quỵ vào thời điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang bận rộn nhất của năm 2019. Đó là thời kỳ chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tức là thời kỳ tuyển chọn và đóng chốt những nhân sự cốt lõi cho các hoạt động ở địa phương trong 5 năm trước mắt. Đây là lúc mà ông Trọng và phe nhóm sử dụng hiệu ứng của việc đốt lò trong 2 năm qua để thanh lọc và đưa hàng ngũ cán bộ của phe nhóm ông Trọng vào nắm giữ các đảng bộ và trung ương đảng. Sự kiện đột quỵ của ông Trọng khi đến Kiên Giang là điều bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là việc ông quyết định công cán ở Kiên Giang lần đầu tiên ngay trong ngày sinh nhật 14 tháng 4. Hệ lụy của cú đột quỵ bất ngờ, xui xẻo này của ông Trọng, nhưng là niềm vui lớn bất ngờ đối với các phe nhóm khác như phe Nguyễn Tấn Dũng, phe Nguyễn Xuân Phúc, phe Nguyễn Văn Chi, là triều đại của Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc sớm hơn dự trù. Với những quyền lực đang nắm trong tay, đa số người ta nghĩ là ông Trọng sẽ tiếp tục giữ ghế chủ tịch nước và tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ 13. Nhưng nay, tất cả mọi sự đã đảo ngược. Ông Trọng cùng một lúc phải chèo chống 3 việc vô cùng khó khăn. Là tìm người kế thừa mình, là tổ chức đại hội 13 thành công, là gạn lọc ngăn chặn những người của những phe nhóm khác, ra tranh giành ghế ở đảng bộ địa phương và bầu vào tân trung ương đảng. Tình hình nói trên chắc chắn sẽ tạo ra những biến động lớn với những đợt sóng ngầm đấu đá bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một gay gắt hơn khi gần đến đại hội 13. Sự đột quỵ của ông Trọng không chỉ làm cho phe của ông ta mất dần ưu thế cầm trịch, quyền lực, mà còn làm cho diễn tiến bầu bán nhân sự ở cấp địa phương và trung ương trong đại hội sẽ trở lại rộn ràng với các đòn chạy chức, chạy quyền được thao túng bởi các phe nhóm. Đấu đá nội bộ lần này sẽ còn gay gắt, trầm trọng gấp bội so với tình hình đại hội Đảng 12. Những bất mãn xã hội sẽ tỏa rộng, dâng cao hơn nữa. Trong khi đó, xã hội Việt Nam lại bùng phát quá nhiều yếu tố tiêu cực một cách dồn dập. Vụ tranh cãi về sách đánh vần công nghệ giáo dục đã thí nghiệm hơn 4 thập niên mà vẫn chưa có kết luận. Vụ gian lận thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 liên quan đến hàng loạt bài thi của con em cán bộ được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Vụ lình xình trong việc truy tố thủ phạm ấu dâm cựu thẩm phán Nguyễn Hữu Linh ở Đà Nẵng. Và như đổ thêm dầu vào lửa, người dân ngỡ ngàng khi nhận hóa đơn tiền điện tăng từ 50% đến 70% sau khi Bộ Công Thương điều chỉnh tăng giá điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Việc tăng giá điện, theo Bộ Công Thương cho biết, là đã dự trù thực hiện vào quý 2 năm 2018, nhưng cuối cùng đã hoãn lại vì lo sợ làn sóng phản đối của xã hội cùng lúc với sự thảo luận và thông qua luật an ninh mạng và luật đặc khu ở Quốc hội đã dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ ngày 10 tháng 6 năm 2018 trên khắp 12 tỉnh thành. Qua việc nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tăng giá điện dù biết sẽ gây công phẫn trong dư luận quần chúng cho thấy là tình hình kinh tế của Việt Nam đang vô cùng khó khăn, thu không đủ chi dù họ có khoe rằng đầu tư ngoại quốc tức là FDI có gia tăng.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2018, Cộng sản Việt Nam đã phải vay khẩn cấp 16 tỷ Mỹ Kim để trả nợ đáo hạn là 11 tỷ Mỹ Kim và cho việc chi dùng là 5 tỷ Mỹ Kim. Cộng sản Việt Nam hiện nay thất thoát 3 nguồn thu rất quan trọng. Thứ nhất là dầu thô xuống giá. Thứ hai, thuế nhập khẩu giảm vì muốn hấp dẫn đầu tư. Thứ ba, thuế đất xuống vì thị trường địa ốc khủng hoảng. Để bù đắp vào việc thiếu hụt ngân sách, Cộng sản Việt Nam chỉ còn một con đường duy nhất là tăng thuế, tăng giá. Sau đợt tăng giá điện và giá xăng, trong thời gian tới, Cộng sản Việt Nam sẽ tăng 5 loại thuế, bao gồm thuế giá trị phụ trội VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên mà Bộ Tài chính dự trù tăng vào năm 2018 nhưng đã rời lại vào năm nay. Sự thiếu hụt ngân sách đã cho thấy là sự phát triển không bền vững của nền kinh tế hoàn toàn dựa vào đầu tư ngoại quốc, trong khi thực chất các ngành kinh tế quốc doanh và tư doanh quá yếu kém, khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân thấp kém. Tâm lý bất an về những vấn nạn xã hội phát sinh ngày càng nhiều, chênh lệch giàu nghèo càng gia tăng, cùng với sự xuống cấp thê thảm về văn hóa, đạo đức xã hội. Trong khi đó, với cuộc chiến mậu dịch đã và đang bùng nổ sang nhiều lĩnh vực về công nghệ, tiền tệ và gián điệp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay, chắc chắn sẽ có những tác động tiêu cực đến tình hình Việt Nam. Việt Nam được cho là quốc gia hưởng nhiều lợi ích về đầu tư FDI do những công ty muốn tránh áp thuế của Mỹ di rời nhà máy sang Việt Nam. Nhưng với sự yếu kém của nền kinh tế hiện tại, Việt Nam tiếp tục là nước gia công và lệ thuộc vào Trung Quốc ngày một nhiều hơn. Ngoài ra, xung đột Biển Đông hiện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khi mà Bắc Kinh càng ngày càng gia tăng quân sự hóa các đảo với tham vọng kiểm soát Biển Đông. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã tăng cường tuần tra Biển Đông và lôi kéo Cộng sản Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ và quốc gia đồng minh để ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh. Với mối quan hệ phức tạp nói trên, Cộng sản Việt Nam đang ở thế đu dây, rất tranh vênh và có thể xảy ra những đột biến chính trị nội bộ khi mà xung đột Trung Mỹ bùng nổ thành cuộc chiến toàn diện. Nhằm ngăn chặn sự bất mãn trong dân và những chuyển biến phức tạp của tình hình, Cộng sản Việt Nam đã một mặt trấn áp mạnh mẽ các lực lượng dân chủ, bắt giữ gần 300 nhà hoạt động với án tù nặng nề từ 5 đến 20 năm tù giam trong 3 năm vừa qua. Mặt khác, dùng luật an ninh mạng để khống chế những Facebooker không được loan truyền những thông tin chống chế độ, đồng thời tạo áp lực với công ty Facebook tháo gỡ những bài viết, những YouTube mà chế độ cho là bất lợi cho mình. Theo bản tin Reuters ra ngày 24 tháng 5, thì từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, báo cáo minh bạch của Facebook đã hạn chế truy cập lên đến 1.553 nội dung đăng tải và 3 hồ sơ ở Việt Nam, so sánh với 265 nội dung bị hạn chế trong thời gian 6 tháng nửa đầu năm 2018. Tức là Facebook đã bị áp lực của bộ 4T để gia tăng mức hạn chế tới 500% các thông tin liên quan tới chế độ trong nửa cuối năm 2018. Phản kháng phi bạo lực sẽ mở rộng trên đường phố. Tuy nắm trong tay một lực lượng công an mật vụ rất lớn và sẵn sàng dùng xã hội đen để đàn áp, răn đe những người yêu nước, Cộng sản Việt Nam vẫn không thể tồn tại mãi mãi để chấn áp người dân khi mà kinh tế kiệt quệ, thu không đủ chi, xã hội rối loạn vì bất mãn tràn lan. Các dấu hiệu dẫn đến những khó khăn nói trên đã biểu hiện rõ ràng nhất, đã biểu lộ rõ bản chất bấp bênh của xã hội phồn vinh giả tạo hiện nay tại Việt Nam dưới cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn thế nữa, dù ông Trọng đột quỵ và tiếp tục đốt lò chống tham nhũng đi chăng nữa, thì guồng máy thống trị độc tài đầy những hệ lụy và xáo trộn cũng có ngày đột quỵ. Họa chăng chỉ với quy trình chậm hơn một chút mà thôi. Của tiến sĩ Janet Sharpe, một người từng nghiên cứu về đấu tranh bất bạo động, đã chỉ ra rằng mọi cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài Cộng sản thường trải qua 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, tăng cường sức mạnh của người dân bị áp bức bằng lòng tự tin, vượt sợ hãi và đứng lên phản kháng. Thời kỳ thứ hai, từ phản ứng cá nhân liên kết thành nhóm, thành các đoàn thể xã hội, các định chế quần chúng. Thời kỳ ba, làn sóng bất mãn của người dân tạo thành những lực phản đối bùng nổ ở khắp nơi. Thời kỳ thứ tư, sự xuất hiện một lực lượng đầu tàu với một chiến lược tổng thể để tạo áp lực sinh tử lên chế độ độc tài. Nếu nhìn theo diễn trình nói trên, tình hình Việt Nam đang ở vào thời kỳ thứ ba với sự mở đầu của những bất mãn xã hội và những ngấm ngầm phân hóa nội bộ đảng. Kinh nghiệm đưa đến sụp đổ các chế độ độc tài tại Đông Âu đều phải có 3 yếu tố. Thứ nhất, đấu đá nội bộ bất phân thắng bại,
kinh tế khủng hoảng không còn có thể cứu vãn và bất mãn xã hội cùng với những cuộc phản kháng của người dân lan rộng ở nhiều nơi khiến cho chế độ lúng túng đối phó. Việt Nam hiện đang hội tụ cả ba yếu tố này, guồng máy thống trị như một cỗ xe đang lao dốc không phanh. Với sức đẩy kiên trì và mạnh mẽ của người dân, con tàu Cộng sản Việt Nam sẽ chỉ có một điểm đến duy nhất, đó là đáy vực. Nói tóm lại, sau 43 năm đấu tranh, với những chuyển biến phức tạp của tình hình xung đột Mỹ-Trung và những bất mãn của người dân đang lan rộng trong xã hội, chưa bao giờ mà công cuộc chấm dứt ách độc tài Cộng sản lại có nhiều chỉ dấu lạc quan như hiện nay. Chúng ta hy vọng là tình hình Việt Nam sẽ có những diễn biến đột xuất trong thời gian trước mắt.